Sáng mùng 5 tháng 11, theo số liệu từ Cổng Thông tin Tiêm chủng COVID-19, cả nước tiêm được hơn 86,4 triệu mũi, riêng ngày hôm qua là hơn 1,4 triệu mũi. Cùng theo số liệu này, trong số 10 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 thấp nhất, tính theo số mũi tiêm trên số vaccine phân bổ theo quyết định có Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang và Bình Phước. Theo đó, 10 tỉnh thành có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 thấp nhất gồm Trà Vinh 63% với hơn 587.000 mũi trên 932.000 mũi tiêm, An Giang 64% với hơn 1,46 triệu mũi trên 2,72 triệu mũi tiêm, Kiên Giang 66% với trên 1,47 triệu mũi trên 2,24 triệu mũi tiêm, Bình Phước 66% với trên 690.000 trên 1,03 triệu mũi tiêm. Vĩnh Long 67% trên 935.000 mũi trên 1,4 triệu mũi tiêm, Đồng Tháp 67% trên 1,04 triệu mũi tiêm, trên 1,56 triệu mũi tiêm. Hậu Giang 67% với 520.000 mũi trên 777.000 mũi tiêm, Hải Phòng 68% với 1,29 triệu mũi trên 1,9 triệu mũi tiêm. Cần Thơ 70% với hơn 1,15 triệu mũi trên 1,65 triệu mũi tiêm. Nghệ An 72% với hơn 1,2 triệu mũi tiêm trên 1,7 triệu mũi tiêm. 10 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cao nhất tính theo số mũi tiêm trên số vaccine phân bổ theo quyết định là Thái Bình, Hải Dương, Sơn La, Bắc Ninh, Khom Tum, Bắc Giang, Yên Bái, Khánh Hòa, Phú Thọ và Long An. Có 5 tỉnh thành được phân bố số lượng vaccine cao nhất cả nước là thành phố Hồ Chí Minh hơn 15 triệu liều, Hà Nội hơn 10 triệu liều, Bình Dương hơn 5 triệu liều, Đồng Nai hơn 4,5 triệu liều và An Giang hơn 2,2 triệu liều.